bạn đã quay trở lại với Fit You. Mình là Hải Yến và Thanh Thủy. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một thành viên mới là em Lê Hằng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với series giảm mỡ toàn thân cho người mới bắt đầu, cho người thừa nhiều cân. Ok, chúng ta chỉ cần trải thảm ra, không cần bất cứ một dụng cụ gì hết, tập với bodyweight, với chính sức nặng của bạn thôi. Và hãy tập cùng với Fit You thì chúng ta sẽ có một quá trình giảm cân cực kỳ hiệu quả luôn nha. Bắt đầu nào. Chúng ta chuẩn bị vào với bài tập ngày hôm nay thôi nào. Động tác đầu tiên vừa để khởi động cũng là một động tác rất là nhẹ nhàng, nhún hai bên. Video này chúng ta vẫn tiếp tục tập 40 giây, nghỉ 10 giây, không có bật nhảy, dành cho người thừa nhiều cân, người mới bắt đầu. Đầu gối như là một chiếc lò xo, trùng nhẹ xuống. Tập động tác này vô cùng đơn giản, đúng không nào? Ba, hai, một. Ok. Rồi, động tác tiếp theo. Hai tay mở rộng và chúng ta sẽ vặn eo như này. Ok chưa nào? Chuẩn bị. Vặn sang phải trước nào, bắt đầu. Vặn eo. Động tác này tác động sâu vào eo. Chân chấm về phía trước. Giống như là eo của chúng ta đang được vắt mỡ ấy. Hông sang một bên, ngực sang một bên. Đang đốt calo, đốt mỡ toàn thân. Cũng có nghĩa là chúng ta đang đốt mỡ bụng. Chị em chỉ thích eo thon thôi đúng không nào? Hãy tập luyện cùng với Fit You nha. Ok, động tác tiếp theo sẽ vặn eo sâu hơn, được chưa ạ? Chân mở. Nào, bắt đầu. Thử tay và đầu gối sẽ đi theo hai hướng ngược nhau. Tập từng bên một. Thở đều nào. Tập 40 giây sẽ khác với tập 30 giây. Và đến cường độ chúng ta có thể tập 50 giây, 60 giây một động tác. Ok chưa nào? Hãy bắt đầu với level 40 giây này đi nào. Ba, hai, một. Ok. Đổi bên nào. Sẵn sàng. Tay đưa sang phải và chân đưa sang trái. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vặn eo nào. Ai mà không quen tập aerobic như là Yến ạ, thì có thể vặn một lúc là bắt đầu thấy hơi loạn chưởng. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ tập đi ạ. Cứ đầu gối và khuỷu tay đi hai hướng khác nhau là ok. Loạn thật. Ok, không sao. Tác tiếp theo nào. Tác tiếp theo, chúng ta sẽ mở sang hai bên. Chấm chân. Được chưa nào? Bắt đầu. Mở này. Ngực mở. Chân chấm ra xa. Thở đều. Bạn có biết không ạ? Mỡ sẽ thoát ra từ đâu? Để bật mí cho mọi người nha. Khi mà tập luyện, mỡ sẽ bay theo đường hơi thở, thoát ra khỏi cơ thể bằng đường hơi thở. Không phải là đường lỗ chân lông, không cũng đi theo mồ hôi đâu ạ, đi theo hơi thở. Nên là chúng ta hãy thở đúng trong quá trình mà chúng ta tập luyện. Thở đều, được chưa ạ? Tiếp theo. Rồi, chuẩn bị nào. Chéo, lúc nãy ngang rồi, bây giờ chéo. Mở rộng ngực ra, căng ngực nào, tay đánh cao lên.
Rất tốt. Tiếp tục nào. Tay vươn dài. Bạn đang làm rất tốt đấy. Ok. Động tác tiếp theo sẽ hai kết hợp hai động tác trên vào cùng với nhau, mở rộng tay và mở rộng chân. À, lên ngang và lên chéo. Bắt đầu. Mở nào. Cùng một bên chúng ta tập hai nhịp luôn. Mở rộng tay lên. Căng ngực nào. Càng căng, càng đốt nhiều calo. Phần đầu của bài tập ngày hôm nay, các bạn cảm thấy như thế nào hãy comment xuống bên dưới nhé. Cảm nhận là tập nhẹ quá này hay là vẫn nặng này, nhịp tim cũng tăng lên hay là mồ hôi rời, chúng ta hãy cứ comment xuống để Fit You được biết nha. Chúng tớ có một khóa Coach Fit Body giảm mỡ toàn thân đang giúp cho học viên có thể giảm từ 3 cho đến 5 kg một cách vô cùng đơn giản trong vòng 1 tháng. Nếu mà chúng ta còn đang chưa biết phải giảm cân như thế nào thì hãy inbox ngay cho Fit You nha. Bây giờ thì quay lại tiếp tục tập luyện thôi nào. Vừa để khởi động cũng là một động tác rất là nhẹ nhàng. Nhún, nhún hai bên. Video này chúng ta vẫn tiếp tục tập 40 giây, nghỉ 10 giây. Không có bật nhảy, dành cho người thừa nhiều cân, người mới bắt đầu. Đầu gối như là một chiếc lò xo, trùng nhẹ xuống. Tập động tác này vô cùng đơn giản, đúng không nào? Ba, hai, một. Ok. Rồi, động tác tiếp theo. Hai tay mở rộng. Và chúng ta sẽ vặn eo như này. Ok chưa nào? Chuẩn bị. Vặn sang phải trước nào. Bắt đầu. Vặn eo. Động tác này tác động sâu vào eo. Chân chấm về phía trước. Giống như là eo của chúng ta đang được vắt mỡ ấy, hông sang một bên, ngực sang một bên, đang đốt calo, đốt mỡ toàn thân, cũng có nghĩa là chúng ta đang đốt mỡ bụng. Chị em chỉ thích eo thon thôi đúng không nào? Hãy tập luyện cùng với Fit You nha. Ok, động tác tiếp theo sẽ vặn eo sâu hơn, được chưa ạ? Chân mở. Nào, bắt đầu. Khử tay và đầu gối sẽ đi theo hai hướng ngược nhau. Tập từng bên một. Thở đều nào. Tập 40 giây sẽ khác với tập 30 giây. Và đến cường độ chúng ta có thể tập 50 giây, 60 giây một động tác. Ok chưa nào? Hãy bắt đầu với level 40 giây này đi nào. Ba, hai, một. Ok. Đổi bên nào. Sẵn sàng. Tay đưa sang phải và chân đưa sang trái. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vặn eo nào. Ai mà không quen tập aerobic như là Yến á thì có thể vặn một lúc là bắt đầu thấy hơi loạn trưởng, nhưng mà không sao, ta cứ tập đi ạ. Cứ đầu gối và khử tay đi hai hướng khác nhau là ok. Loạn thật. Ok, không sao. Động tác tiếp theo nào.
Tác tiếp theo, chúng ta sẽ mở sang hai bên. Chấm chân, được chưa nào? Bắt đầu. Mở này. Ngực mở. Chân chấm ra xa. Thở đều. Bạn có biết không ạ? Mỡ sẽ thoát ra từ đâu? Để bật mí cho mọi người nha. Khi mà tập luyện, mỡ sẽ bay theo đường hơi thở, thoát ra khỏi cơ thể bằng đường hơi thở, không phải là đường lỗ chân lông, không có đi theo mồ hôi đâu ạ, đi theo hơi thở. Nên là chúng ta hãy thở đúng trong quá trình mà chúng ta tập luyện, thở đều, được chưa ạ? Tiếp theo, rồi chuẩn bị nào, chéo, lúc nãy ngang rồi, bây giờ chéo, mở rộng ngực ra. Căng ngực nào. Tay đánh cao lên. Rất tốt. Tiếp tục nào. Tay vươn dài. Bạn đang làm rất tốt đấy. Ok. Động tác tiếp theo hợp hai động tác trên vào cùng với nhau, mở rộng tay và mở rộng chân, lên ngang và lên chéo. Bắt đầu, mở nào, cùng một bên chúng ta tập hai nhịp luôn, mở rộng tay lên, căng ngực nào, càng căng càng đốt nhiều calo. Hoàn thành phần đầu của bài tập ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Cảm nhận là tập nhẹ quá này, hay là vẫn nặng này, nhịp tim cũng tăng lên, hay là mồ hôi rơi, thì chúng ta hãy cứ comment xuống để Fitview được biết nha. Chúng tớ có một khóa code Fit Body giảm mỡ toàn thân đang giúp cho học viên có thể giảm từ 3-5 kg một cách vô cùng đơn giản trong vòng 1 tháng. Nếu mà chúng ta còn đang chưa biết phải giảm cân như thế nào thì hãy inbox ngay cho Fitview nha. Bây giờ thì quay lại tiếp tục tập luyện thôi nào. Vừa để khởi động là một động tác rất là nhẹ nhàng, nhún, nhún hai bên. Video này chúng ta vẫn tiếp tục tập 40 giây, nghỉ 10 giây, không có bật nhảy, dành cho người thừa nhiều cân, người mới bắt đầu. Đầu gối như là một chiếc lò xo, trùng nhẹ xuống. Tập động tác này vô cùng đơn giản, đúng không nào? Ba, hai, một. Ok. Rồi, động tác tiếp theo. Hai tay mở rộng. Và chúng ta sẽ vặn eo như này. Ok chưa nào? Chuẩn bị. Vặn sang phải trước nào. Bắt đầu. Vặn eo. Động tác này tác động sâu vào eo. Chân chấm về phía trước. Giống như là eo của chúng ta đang được vắt mỡ ấy, hông sang một bên, ngực sang một bên, đang đốt calo, đốt mỡ toàn thân, cũng có nghĩa là chúng ta đang đốt mỡ bụng. Chị em chỉ thích eo thon thôi đúng không nào? Hãy tập luyện cùng với Fit You nha. Ok, động tác tiếp theo sẽ vặn eo sâu hơn, được chưa ạ? Chân mở. Nào, bắt đầu. Thử tay và đầu gối sẽ đi theo hai hướng ngược nhau. Tập từng bên một. Thở đều nào.
tập 40 giây sẽ khác với tập 30 giây. Và đến cường độ chúng ta có thể tập 50 giây, 60 giây một động tác. Ok chưa nào? Hãy bắt đầu với level 40 giây này đi nào. Ba, hai, một. Ok, đổi bên nào. Sẵn sàng. Tay đưa sang phải và chân đưa sang trái. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vặn eo nào. Ai mà không quen tập aerobic như là Yến ạ, thì có thể vặn một lúc là bắt đầu thấy hơi loạn chưởng, nhưng mà không sao, ta cứ tập đi ạ. Cứ đầu gối và khuỷu tay đi hai hướng khác nhau là ok. Loạn thật. Ok, không sao. Động tác tiếp theo nào. Động tác tiếp theo, chúng ta sẽ mở sang hai bên. Chấm chân. Được chưa nào? Bắt đầu. Mở này. Ngực mở. Chân chấm ra xa. Thở đều. Bạn có biết không ạ? Mỡ sẽ phát ra từ đâu? Mình bật mí cho mọi người nha. Khi mà tập luyện, mỡ sẽ bay theo đường hơi thở, thoát ra khỏi cơ thể bằng đường hơi thở. Không phải là đường lỗ chân lông, không cũng đi theo mồ hôi đâu ạ, đi theo hơi thở. Nên là chúng ta hãy thở. Hãy thở đúng trong quá trình mà chúng ta tập luyện. Thở đều. Được chưa ạ? Tiếp theo. Rồi, chuẩn bị nào. Chéo. Lúc nãy ngang rồi, bây giờ chéo. Mở rộng ngực ra. Căng ngực nào. Tay đánh cao lên. Rất tốt. Tiếp tục nào. Tay vươn dài. Bạn đang làm rất tốt đấy. Ok. Động tác tiếp theo sẽ kết hợp hai động tác trên vào cùng với nhau. Mở rộng tay và mở rộng chân. Lên ngang và lên chéo. Bắt đầu. Mở nào. Cùng một bên chúng ta tập hai nhịp luôn. Mở rộng tay lên. Căng ngực nào. Càng căng, càng đốt nhiều calo. Cảm thấy như thế nào hãy comment xuống bên dưới nhé. Cảm nhận là tập nhẹ quá này hay là vẫn nặng này, nhịp tim cũng tăng lên hay là mồ hôi rơi, và hãy cứ comment xuống để Fit You được biết nha. Chúng tớ có một khóa code Fit Body giảm mỡ toàn thân đang giúp cho học viên có thể giảm từ 3-5 kg một cách vô cùng đơn giản trong vòng 1 tháng. Nếu mà chúng ta còn đang chưa biết phải giảm cân như thế nào thì hãy inbox ngay cho Fit You nha. Bây giờ thì quay lại tiếp tục tập luyện thôi nào. Vừa để khởi động cũng là một động tác rất là nhẹ nhàng. Nhún hai bên. Video này chúng ta vẫn tiếp tục tập 40 giây, nghỉ 10 giây. Không có bật nhảy, dành cho người thừa nhiều cân, người mới bắt đầu. Đầu gối như là một chiếc lò xo, chùm nhẹ xuống. Tập động tác này vô cùng đơn giản, đúng không nào? Ba, hai, một. Ok. Rồi, động tác tiếp theo.
hai tay mở rộng và chúng ta sẽ vặn eo như này. Ok chưa nào? Chuẩn bị. Vặn sang phải trước nào. Bắt đầu. Vặn eo. Động tác này tác động. Xô vào eo. Chân chấm về phía trước. Giống như là eo của chúng ta đang được vắt mỡ ấy. Hông sang một bên, ngực sang một bên. Đang đốt calo, đốt mỡ toàn thân. Cũng có nghĩa là chúng ta đang đốt mỡ bụng. Chị em chỉ thích eo thon thôi đúng không nào? Hãy tập luyện cùng với Fit You nha. Ok. Động tác tiếp theo sẽ vặn eo sâu hơn. Được chưa ạ? Chân mở. Nào bắt đầu. Thử tay và đầu gối sẽ đi theo hai hướng ngược nhau. Tập từng bên một. Thở đều nào. Tập 40 giây sẽ khác với tập 30 giây. Và đến cường độ chúng ta có thể tập 50 giây, 60 giây một động tác. Ok chưa nào? Hãy bắt đầu với level 40 giây này đi nào. Ba, hai, một. Ok. Đổi bên nào. Sẵn sàng. Tay đưa sang phải và chân đưa sang trái. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vặn eo nào. Ai mà không quen tập aerobic như là Yến ạ, thì có thể vặn một lúc là bắt đầu thấy hơi loạn chưởng, nhưng mà không sao, chúng ta cứ tập đi ạ. Cứ đầu gối và khuỷu tay đi hai hướng khác nhau là ok. Loạn thật. Ok, không sao. Động tác tiếp theo nào. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ mở sang hai bên. Chấm chân. Được chưa nào? Bắt đầu. Mở này. Ngực mở. Chân chấm ra xa. Thở đều. Bạn có biết không ạ? Mỡ sẽ thoát ra từ đâu? Yến bật mí cho mọi người nha. Khi mà tập luyện, mỡ sẽ bay theo đường hơi thở. Thoát ra khỏi cơ thể bằng đường hơi thở. Không phải là đường lỗ chân lông, không cũng đi theo mồ hôi đâu ạ. Đi theo hơi thở. Nên là chúng ta hãy thở. Hãy thở đúng trong quá trình mà chúng ta tập luyện. Thở đều. Được chưa ạ? Tiếp theo. Rồi. Chuẩn bị nào. Chéo. Lúc nãy ngang rồi, bây giờ chéo. Mở rộng ngực ra. Căng ngực nào. Tay đánh cao lên. Rất tốt. Tiếp tục nào. Tay vươn dài. Bạn đang làm rất tốt đấy. Ok. Động tác tiếp theo sẽ kết hợp hai động tác trên vào cùng với nhau. Mở rộng tay và mở rộng chân. Lên ngang và lên chéo. Bắt đầu. Mở nào. Cùng một bên chúng ta tập hai nhịp luôn. Mở rộng tay lên. Căng ngực nào. Càng căng, càng đốt nhiều calo. Ok.
rồi. Ok, chúng ta đã vừa hoàn thành phần đầu của bài tập ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy comment xuống bên dưới nhé. Cảm nhận là tập nhẹ quá này, hay là vẫn nặng này, nhịp tim cũng tăng lên, hay là mồ hôi rơi, chúng ta hãy cứ comment xuống để Fit You được biết nha. Chúng tớ có một khóa code Fit Body giảm mỡ toàn thân đang giúp cho học viên có thể giảm từ 3-5 kg một cách vô cùng đơn giản trong vòng 1 tháng. Nếu mà chúng ta còn đang chưa biết để giảm cân như thế nào thì hãy inbox ngay cho Fit You nha. Bây giờ thì quay lại tiếp tục tập luyện thôi nào. Vừa để khởi động cũng là một động tác rất là nhẹ nhàng, nhún hai bên. Video này chúng ta vẫn tiếp tục tập 40 giây, nghỉ 10 giây, không có bật nhảy, dành cho người thừa nhiều cân, người mới bắt đầu. Đầu gối như là một chiếc lò xo, trùng nhẹ xuống. Tập động tác này vô cùng đơn giản, đúng không nào? Ba, hai, một. Ok. Rồi, động tác tiếp theo. Hai tay mở rộng và chúng ta sẽ vặn eo như này. Ok chưa nào? Chuẩn bị. Vặn sang phải trước nào. Bắt đầu. Vặn eo. Động tác này tác động sâu vào eo. Chân chấm về phía trước. Giống như là eo của chúng ta đang được vắt mỡ ấy, hông sang một bên, ngực sang một bên, đang đốt calo, đốt mỡ toàn thân, cũng có nghĩa là chúng ta đang đốt mỡ bụng. Chị em chỉ thích eo thon thôi đúng không nào? Hãy tập luyện cùng với Fit You nha. Ok, động tác tiếp theo sẽ vặn eo sâu hơn, được chưa ạ? Chân mở. Bắt đầu. Thử tay và đầu gối sẽ đi theo hai hướng ngược nhau. Tập từng bên một. Thở đều nào. Tập 40 giây sẽ khác với tập 30 giây. Và đến cường độ chúng ta có thể tập 50 giây, 60 giây một động tác. Ok chưa nào? Hãy bắt đầu với level 40 giây này nghĩa là ba, hai, một. Ok, đổi bên nào, sẵn sàng, tay đưa sang phải và chân đưa sang trái, chuẩn bị, bắt đầu, vặn eo nào. Ai mà không quen tập aerobic như là Yến ạ, thì có thể vặn một lúc là bắt đầu thấy hơi loạn trưởng. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ tập đi ạ. Cứ đầu gối và khửu tay đi hai hướng khác nhau là ok. Loạn thật. Ok, không sao. Động tác tiếp theo nào. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ mở sang hai bên, chấm chân, thấy chưa nào? Bắt đầu mở này, ngực mở, chân chấm ra xa, thở đều. Bạn có biết không ạ? Mỡ sẽ phát ra từ đâu? Để bật mí cho mọi người nha. Khi mà tập luyện, mỡ sẽ bay theo đường hơi thở, phát ra khỏi cơ thể bằng đường hơi thở. Không phải là đường lỗ chân lông, không cũng đi theo mồ hôi đâu ạ, đi theo hơi thở. Nên là chúng ta hãy thở đúng trong quá trình mà chúng ta tập luyện, thở đều, được chưa ạ? Tiếp theo. Rồi, chuẩn bị nào. Chéo. Lúc nãy ngang rồi, bây giờ chéo. Mở rộng ngực ra, căng ngực nào. Tay đánh cao lên.
Rất tốt. Tiếp tục nào. Tay vươn dài. Bạn đang làm rất tốt đấy. Ok. Động tác tiếp theo sẽ kết hợp hai động tác trên vào cùng với nhau, mở rộng tay và mở rộng chân. Lên ngang và lên chéo. Bắt đầu. Mở nào. Cùng một bên chúng ta tập hai nhịp luôn. Mở rộng tay lên. Căng ngực nào. Càng căng, càng đốt nhiều calo. Để chúng ta có thể đồng hành với Fit You trong những buổi tập tiếp theo, bởi vì chúng tớ sẽ mỗi ngày ra một video và chắc chắn sẽ có những video phù hợp với bạn. Nhớ rằng chúng tớ có một khóa Fit Body giảm mỡ toàn thân và ở đó các học viên của Fit You đang giảm từ 3 cho đến 5 kg trong vòng 1 tháng vô cùng đơn giản. Hãy inbox cho Fit You và chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong thời gian tới để có một body thật là rực rỡ trong mùa hè này, ok? Rồi chúng ta hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Bye bye.